Bạn đang tìm kiếm bàn cà phê sân vườn hay một bàn cà phê giá rẻ nào đó mà chất lượng cao và thiết kế đẹp mắt để trang trí và bố trí không gian nội thất của mình? Hãy để chúng tôi giới thiệu cho bạn sản phẩm bàn cà phê mã GCF02432 kết hợp với khung sắt từ nội thất Đức Thông. Chất liệu và kích thước bàn cà phê. Bàn cà phê của chúng tôi được làm từ chất liệu nhựa giả mây đan kết hợp với khung sắt chắc chắn. Chất liệu nhựa giả mây cao cấp mang lại vẻ đẹp tự nhiên và sang trọng cho bàn, trong khi khung sắt chắc chắn giúp sản phẩm có độ bền cao. Mặt kính trong suốt cũng được thêm vào để tăng thêm vẻ đẹp cho bàn. Kích thước của bàn là cao 710mm và rộng 650mm, phù hợp cho các loại ghế cà phê khác để tạo nên không gian sân vườn độc đáo và thu hút khách hàng. Bàn cà phê có sẵn trong hai màu sắc đẹp mắt là đen và vàng. Bạn có thể lựa chọn màu sắc phù hợp với phong cách trang trí của bạn. Sản phẩm được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, dễ dàng phối ghép. Bàn cà phê của chúng tôi không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian của bạn mà còn có nhiều lợi ích khác. Chất liệu nhựa giả mây và khung sắt chắc chắn giúp sản phẩm có độ bền cao và dễ dàng vệ sinh. Bạn chỉ cần lau chùi bàn ghế bằng khăn ẩm hoặc dung dịch vệ sinh phù hợp để giữ cho sản phẩm luôn sạch sẽ và mới mẻ. Với bàn cà phê mã GCF02432 kết hợp với khung sắt từ nội thất Đức Thông, bạn không chỉ có được một sản phẩm chất lượng cao và thiết kế đẹp mắt mà còn tạo ra một không gian mới mẻ và thu hút khách hàng cho quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hoặc không gian sống của bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng sản phẩm bàn cà phê của nội thất Đức Thông. Chúng tôi cam kết mang lại cho bạn sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất.